Dạ vâng, em xin chào tất cả các bác nhé. Đây em chia sẻ với các bác con lợn rừng nhỏ á, khi nào thì nó đủ điều kiện để tách mẹ và tầm bao lâu thì mình có thể tách được, rồi tách xong thì mình chăm nó như thế nào. Dạ thưa các bác, đàn này của em nó được khoảng độ 1 tháng 15 ngày tuổi. Đây các bác nhìn con lợn nó phát triển rất tốt. Đàn này thì nó bị đặt cái con ở ngoài nó cắn mất mấy con, nên là còn có ít thôi, khoảng 4 con, nên là nó cũng tương đối mập. Đủ điều kiện tách mẹ là khi nó, thứ nhất là khi con mẹ nó ăn này này, con mẹ nó ăn này là nó sẽ nhảy vào máng nó ăn cùng mẹ nó. Nhưng mà do là đây em lúc nãy em chăn từ lúc nãy cơ, em cho nó ăn no ăn đủ rồi nên là nó không nhảy vào đây nó ăn nữa. Còn bình thường tập ăn là nó sẽ nhảy vào đây nó ăn cùng mẹ nó. Thứ hai nữa là khi nó đã tập ăn được vài hôm rồi, bắt đầu mình rác mỗi ngày chỉ một nắm cám thôi bác nhá, một nắm cám nhỏ dành cho lợn con ném vào đây, thế là mẹ con nó cùng tập ăn với nhau. Thế đến khi mà nó ăn được độ chục ngày là nó ăn chắc được như thế này rồi, nó nhặt cám nó ăn chắc như thế này. Đấy, nó tự nhặt nó ăn thì là khi đó mình có thể tách mẹ. Tóm lại là con lợn con nó phải được từ 1 tháng đổ ra, nó ăn chắc lúc nào thì mình có thể tách mẹ lúc đấy. Nó còn phụ thuộc theo nhiều yếu tố, ví dụ như là con lợn nó to như thế nào, nó bé như thế nào nhá bác nhá. Ví dụ như là con lợn mà nó còi quá, nó còi quá thì mình có thể chăn thêm con mẹ, chăn con mẹ cho nó tốt tốt để cho nó có sữa cho con nó bú. Nó có sữa cho con nó bú thì con nó mới phát triển được, nó phát triển tốt. Ví dụ 1 tháng mà con lợn nó to như thế này rồi, nó ăn chắc như thế này rồi thì các bác hoàn toàn có thể tách mẹ được. Thế nhưng mà 1 tháng mà con lợn nó vẫn còi cọc, ốm yếu, xù lông chẳng hạn thì các bác lên chăn thêm mẹ để cho lấy sữa nó bú, và kèm theo cho ăn thêm cái cám sữa này nữa, cám lợn con này nữa, để cho con lợn con nó đủ cái dưỡng chất nó phát triển. Và ăn cám thì các bác phải để ý nhé, các bác phải để ý cái phân của nó này, các bác nhìn cái phân của nó nhé, phân nó cứ hòn như hòn bi, rất chìa đẹp các bạn. Chăn con lợn nhìn nó ị phân đẹp, rất chi là đẹp, rất chi là phê đấy. Biết quay các bác có nhìn rõ không, nhưng mà đây em quay thì rất là nét đây. Đấy, như đàn này của em thì nó được 1 tháng 15 ngày thì khoảng độ chắc chỉ độ 4-5 hôm nữa là em cũng tách, 4-5 ngày nữa là em tách mẹ ra để cho con mẹ đi được. Ăn no chán chả buồn dậy. Đàn này của em chắc phải được 7 kg quá, 7-8 kg ấy. Đàn này phải tầm đấy. Đàn này nó ít con, còn ít con nên là nó rất là mập. Sau khi tách mẹ xong nha các nhá, tách mẹ xong rồi, tách ra khỏi mẹ, tóm lại là bây giờ mình thả con mẹ ra ngoài hoặc là mình nhốt con lợn con ở chuồng khác là tách mẹ đấy, là các bác cũng cho ăn vẫn cái cám này, vẫn cái cám cho dành cho lợn con này. Các bác cho mỗi một bữa, các bác chỉ cho khoảng một bốc cám thôi nhá, một bốc tay mình thôi, nhưng mà các bác chia nhỏ ra làm 4-5 bữa, và ngày làm 4-5 bữa. Nếu bác nào không có điều kiện chăm sóc nhiều thì có thể làm chia làm 2-3 bữa. Thế nhưng mà càng chia nhiều bữa nhỏ lẻ thì càng tốt.
và các bác cho uống cho một máng nước riêng, một máng nước riêng để cho nó uống bữa nào hết bữa đấy. Và kèm theo mình có thể trộn thêm cái men tiêu hóa, hoặc là bác nào không mua men tiêu hóa không dùng thì có thể là 2-3-4 ngày các bác trộn thêm 1-2 cái viên thuốc đi ngoài của người, hoặc là thuốc của gà của lợn, có mại thuốc gì cũng được, các bác pha vào với nước ấy để cho con lợn nó ăn, nó phòng đi tiêu chảy luôn. Hoặc là các bác cũng có thể là chặt những cái tàu lá chuối nó non non một chút cho nó tập ăn. Đúng là cho tập ăn lá chuối non này các bác phải cho tập ăn ngay từ lúc ở cùng với mẹ này, thì con mẹ nó ăn thì con nó mới bắt chước nó ăn, thì đến khi tách ra nó mới ăn. Con này của em nó ho hay là nó sặc à? Chắc là sặc thôi, lợn to này không mấy khi của em không mấy khi con nào nó bị đâu. Các bác cho nói tiếp, các bác cho ngay từ lúc có mẹ này thì nó mới bắt chước nó ăn, chứ còn khi mà các bác không cho bao giờ mà các bác tách ra, các bác vứt vào nó rất lâu nó mới biết ăn, chứ không nó không biết ăn ngay lá chuối ngay đâu. Đấy, thì các bác lưu ý mấy cái vấn đề muốn cho nó tập ăn cái gì này, các bác cho tập ăn ngay từ lúc ở cùng mẹ. To lắm các bạn, đàn này to. Đấy, thế còn cái đàn bên này của em thì nó mới được đâu đó chục ngày, hơn chục ngày thôi. Đàn này cũng có 6 con. Mẹ nó vừa đổi lông, nó đang lên lông lại. Con này cũng thế, con này của em lông nó rậm lắm, nhưng mà nó đổi lông, nó nuôi con nó gầy. Và nó thường thường thì nó nuôi con đẻ xong là nó sẽ đổi lông các bạn, thường là như vậy, con nào cũng vậy. Vậy thôi, em chia sẻ các bác mấy cái vấn đề liên quan đến con lợn con. Xin chào tất cả các bác nhé. Mọi chi tiết các bác có thể tham khảo trong kênh với em. Nhớ ấn đăng ký ủng hộ kênh giúp em nhé. Cảm ơn các bác nhé. Còn bác nào mà chưa hiểu, chưa biết về vấn đề gì, thì bác có thể liên hệ trực tiếp cho em, hoặc là vào Facebook của em. Facebook của em là Nguyễn Thành. Biết là em có... Không, các bác nhắn vào Zalo cho em. Zalo em số 0378613241. Hoặc các bác có thể gọi điện trực tiếp đến số đấy cho em. Biết gì em sẽ giúp các bác cái đấy. Còn vấn đề gì em chưa biết thì anh em có thể cùng tham khảo học hỏi thêm. Em không giỏi, nhưng mà ý là em cũng từng chăn cái con lợn rừng này rồi, thì cũng có một chút gọi là cái kinh nghiệm đúc rút từ cái trong cái khoảng thời gian chăn nuôi mà ra, chứ không có bằng giáo sư tiến sĩ gì cả, nên là các bác cũng đừng cười chê. Cảm ơn các bác nhé. Chào các bạn.